Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh Phong Thủy Tiệm Khanh. Trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về cái tuổi 1961, tức là tuổi Tân Sửu, xây nhà trong năm 2023, năm Quý Mão thì có tốt không? Đó. Và với nội dung này thì tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn năm cái nội dung chính sau. Nội dung đầu tiên tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn là năm 2023 năm Quý Mão, tuổi Tân Sửu có xây được nhà hay không? Nội dung thứ hai tôi chia sẻ cùng quý vị là gì? Cái hướng nào tốt nhất, hướng nào xấu với tuổi Tân Sửu 1961 và cái cách hóa giải nó như thế nào. Nội dung thứ ba tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về ngày tháng để chúng ta tiến hành công việc động thổ xây nhà với những gia chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Đó, đó là những nội dung chính mà tôi sẽ chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên chúng ta xét là gia chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 thì có xây được nhà hay không. Thì như quý vị đã biết, những gia chủ tuổi 1961 Tân Sửu thì năm 2023 là 63 tuổi. 63 tuổi thì không bị phạm kim lâu, không bị phạm vào tam tai, chỉ bị hoàng hoang vào hoàng ốc đúng không? 63 thì phạm hoàng ốc đây. 1 2 3 4 5 6 này, 1 2 3. Đấy, phạm vào hoàng ốc, đây là tam địa sát. Đấy. Thì nói chung là tam địa sát nó xấu thì chúng ta không nên xây. Đó. Không nên xây nhà. Và trong trường hợp xây thì quý vị hãy tiến hành công việc là mượn tuổi xây nhà. Thì cái video về mượn tuổi động thổ, mượn tuổi xây nhà chi tiết từng tuổi thì tôi đã để lên trên kênh rồi, thì quý vị có thể là tham khảo và tìm lại cái video đó và chọn cho mình một cái tuổi phù hợp nhất. Đó. Đó. Nội dung thứ hai tôi chia sẻ cho quý vị là và các bạn là gì? Với gia chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 thì xây nhà hướng nào là tốt nhất? Đó. Thì như quý vị đã biết, những gia chủ tuổi 1961 Tân Sửu thì có cung mệnh là cung chấn thuộc mộc ở hướng đông. Như vậy là gì? Người này sẽ có mệnh trạch là đông tứ mệnh hay là đông tứ trạch. Đông tứ trạch thì sẽ hợp với các hướng tốt như sau: hướng đông này, hướng đông này, hướng đông nam này, hướng nam phản bắc. Đấy, và bốn hướng xấu với những gia chủ tuổi Tân Sửu 1961 đó là hướng tây này, hướng tây nam này, hướng tây bắc và hướng đông bắc, đó là bốn hướng xấu. Thì vị chi này, nếu mà gia chủ tuổi Tân Sửu 1961 mà ở những cái hướng xấu như hướng tây là phạm tuyệt mệnh này, tây nam họa hại, tây bắc là ngũ quỷ và đông bắc là lục sát, thì đây là bốn hướng xấu, thì quý vị cần phải hóa giải bằng cách là treo trước cửa nhà một cái gương bát quái tinh cầu. Cái gương bát quái tinh cầu này nó là được làm bằng gỗ đào, trên nó có khắc tám quẻ tiên thiên, và ở trên cái gương ấy, đây là pháp khí phong thủy mà chuyên hóa giải nhà không hợp hướng. Đấy. Đồng thời nếu mà khi treo cái gương bát quái tinh cầu trước cửa nhà thì quý vị có thể hóa giải những cái thế sát như là liêm đao sát, thiên trảm sát, hoặc là trước cửa nhà quý vị có một đoàn dông đâm vào nhà, đấy, có góc ao đao đình đối diện với đình đền miếu phủ chùa chiền, có đường đâm vào nhà vân vân, thì quý vị sẽ sử dụng cái gương bát quái tinh cầu để hóa giải. Thì ngoài ra sau khi hóa giải xong mà quý vị muốn chiêu tài lộc thì quý vị hãy sử dụng một cái bộ gọi là mai hoa phú quý. Cái mai hoa phú quý được tết bằng năm đồng hoa mai, đấy, được tết bằng năm đồng hoa mai, và đồng hoa mai được làm bằng gì? Bằng đồng, đồng đỏ, được mạ vàng 24K, 18-24K. Đó, và được gì? Tết thành năm đồng theo bộ lối lối kết là chiêu tài kết. Đấy, sử dụng cái pháp khí này chuyên để chiêu tài lộc cho ngôi nhà. Đó, thì trong trường hợp mà quý vị mà ở các hướng tốt như hướng bắc được thiên y này, đông được phục vị, nam được sinh khí và đông nam là diên niên. Đấy, ở hướng tốt rồi mà vẫn chưa có được tài lộc thì quý vị cũng tốt nhất cũng nên sử dụng bộ mai hoa phú quý treo trước cửa nhà để chiêu tài lộc. Đó, hoặc quý vị cũng thể là gì, thì ngoài cái về phần hướng tốt mà không có tài lộc hoặc là hướng xấu mà không có tài lộc ấy, thì quý vị cũng thể khảo sát xem xét lại đúng không, xem là trước cửa nhà mình có gì không, có đình đền miếu phủ chùa chiền không, đối diện với bệnh viện, cơ quan công quyền, trụ sở công an, hoặc là gì, xem là cái bố cục phong thủy trong nhà đã bố trí hợp lý chưa. Trong trường hợp đấy thì quý vị tốt nhất là muốn khảo sát toàn bộ phong thủy nhà mình nên mời thầy về. Thì khi thầy về thầy sẽ khảo sát đo đạc và tính toán lại và tìm cho quý vị những cái lỗi phong thủy và chỉ cho quý vị cách bố trí phong thủy, đặt bàn làm việc đâu, đặt phòng ngủ ở đâu, bếp ở đâu, nhà vệ sinh ở đâu, cho nó có được lại cái tài lộc, có lại cái may mắn, đấy, có lại được cái đường công danh sự nghiệp, và những người trong gia đình sẽ được gì, thoải mái và có được cái khí lực tốt nhất. Đó, thì tất cả các vật phẩm ở phong thủy lộc tài đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng, cho quý vị và các bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nhé, hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Vì vì khi vật phẩm được khai quang ấy, thì nó phát huy được cái công năng tốt nhất, nó chia được cái tài lộc, chia được cái quý nhân và giúp cho hóa giải mọi xung sát cho quý vị. Đó. Đó là nội dung thứ hai. Nội dung thứ ba tôi chia sẻ cho quý vị và các bạn là cái thời điểm xây nhà đúng không ạ? Ngày tháng nào xây nhà tốt nhất với những gia chủ tuổi 1961 là tuổi Tân Sửu. Đây. Thì đầu tiên, như quý vị biết ấy, xây nhà thì nó phải dựa vào cái cát khí của từng hướng. Thì chúng ta sẽ xét từng hướng với gia chủ tuổi 1961 xem xây vào tháng tháng nào là tốt nhất.
Đấy. Thì đầu tiên là hướng Bắc sẽ gồm ba sao là Nhâm Tý Quý. Năm 2023 năm Quý Mão thì là sao Cửu Tử nó đến. Và cái một cái nội dung về chi tiết về cái cát hung của năm 2023 về hướng nhà là xây được, hướng nhà là không xây được thì tôi đã chia sẻ trên kênh rồi. Thì quý vị có thể xem lại kênh để theo dõi. Thì trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị những tháng xây nhà tốt, đúng không? Thì đầu tiên là hướng Bắc sẽ có ba sao là Nhâm Tý Quý. Thì với sao Nhâm độ số của nó từ 337,5 độ đến 352,5 độ thì quý vị xây vào tháng 1, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 9, tháng 11 và tháng 12. Sao Tý độ số của nó từ 352,5 độ đến 7,5 độ thì quý vị xây vào tháng 4, tháng 6 và tháng 12. Sao Quý là 7,5 độ đến 22,5 độ thì quý vị xây vào tháng 4, tháng 5, tháng 6 và tháng 12. Đó là với nhà hướng Bắc. Còn nhà hướng Đông Bắc, đúng không ạ? Hướng thứ hai là hướng Đông Bắc. Đông Bắc sẽ có một ba sao là Sửu Cấn Dần. Sửu độ số từ 22,5 độ đến 337,5 độ thì quý vị xây vào tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5. Đó. Sân Cấn độ số từ 37,5 độ đến 52,5 độ thì quý vị sẽ xây vào tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 7, tháng 9, tháng 8 và tháng 12. Đó. Tiếp theo là Sơn Dần. Sơn Dần thì quý vị sẽ xây vào tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5 và tháng 12. Đó. Hướng thứ ba là hướng Tây Bắc. Tây Bắc sẽ gồm ba sao là Tuất Cần Hợi. Độ số của nó là từ 292,5 độ đến 337,5 độ. Thì với nhà hướng Tây Bắc ở Sơn Tuất thì chúng ta xây vào tháng 1, tháng 5, tháng 10 và tháng 12. Đấy, Sơn Càn độ số là từ 307,5 độ đến 322,5 độ. Quý vị xây tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 10 và tháng 11. Đấy, Sơn Hợi thì quý vị xây vào tháng 1, tháng 3, tháng 5 và tháng 12. Hướng thứ tư là hướng Đông. Hướng Đông sẽ gồm ba sao là Giáp Mậu Ất. Đấy, với nhà hướng Đông thì chúng ta sẽ xây vào gì? Nhà hướng Giáp thì chúng ta xây vào tháng 1, tháng 2, tháng 4, tháng 6 và tháng 12. Nhà hướng Mão, Mão là phạm vào Thái Tuế, nhưng mà quý vị phải xây ấy, thì quý vị sẽ xây tháng 1, tháng 4, tháng 6, tháng 7 và tháng 12. Tiếp theo là Sơn Ất. Sơn Ất thì sẽ độ số của nó từ 97,5 độ đến 112,5 độ. Thì quý vị xây vào tháng 1, tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 12. Đó là với nhà hướng Đông. Đó. Tiếp theo hướng thứ năm chúng ta xét là hướng Đông Nam. Hướng Đông Nam sẽ gồm ba sao là Thìn, Tốn và Tỵ. Thì độ số của nó từ 112,5 độ đến 157,5 độ. Trong trường hợp mà quý vị nhà quý vị ở Sơn Thìn và Sơn Tốn, tức là độ số từ 112,5 độ đến 142,5 độ thì quý vị sẽ xây vào tháng 2. Đấy. Còn nếu mà ở Sơn Tỵ 142,5 độ đến 157,5 độ thì quý vị xây vào tháng 7. Đó. Tiếp theo là nhà hướng thứ 6 là hướng Nam. Hướng Nam sẽ gồm ba sơn là Bính, Ngọ, Đinh, đúng không? Độ số của nó là từ 157,5 độ đến 202,5 độ. Thì nếu mà nhà quý vị ở Sơn Bính có độ số từ 157,5 độ đến 172,5 độ thì quý vị xây vào tháng 1, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 11 và tháng 12. Nếu mà ở Sơn Ngọ, độ số là từ 172,5 độ đến 187,5 độ thì quý vị xây tháng 1, tháng 6, tháng 7, tháng 12. Đó. Nếu mà ở Sơn Đinh, độ số là từ 187,5 độ đến 202,5 độ thì quý vị xây tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 11 và tháng 12. Đó là với nhà hướng Nam. Hướng thứ bảy ta xét là hướng Tây Nam. Tây Nam sẽ gồm ba sơn là Mùi, Khôn và Thân. Thì với sơn Mùi độ số từ 202,5 độ đến 217,5 độ thì quý vị xây vào tháng 2, tháng 9, tháng 11. Nếu mà vào sơn Khôn Tây Nam ấy thì quý vị sẽ độ số nó từ 217,5 độ đến 232,5 độ thì quý vị xây vào tháng 2, tháng 6, tháng 9, tháng 11 và tháng 12. Với sơn Thân vậy tương tự thì độ số từ 232,5 độ đến 247,5 độ thì quý vị cũng xây vào tháng 2, tháng 6, tháng 9, tháng 11 và tháng 12. Đó là nhà hướng Tây Nam. Tiếp theo ta xét hướng cuối cùng là hướng Tây. Hướng Tây sẽ gồm ba sơn là Canh, Dậu và Tân. Thì độ số của nó từ 247,5 độ đến 292,5 độ. Đấy. Thì với nhà sơn Canh, quý vị xây vào tháng 1, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 9, tháng 11 và tháng 10. Đấy. Nhà sơn Dậu độ số từ 262,5 độ đến 277,5 độ. Thì quý vị xây vào tháng 1, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 9, tháng 10 và tháng 11. Đấy. Với nhà sơn Tân, độ số từ 277,5 độ đến 292,5 độ. Thì quý vị xây vào tháng 1, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 9, tháng 10 và tháng 11. Đấy. Thì quý vị có thể để chọn ra cái xem nhà mình ở hướng nào, đúng không? Và chọn ra ở nhà mình hướng nào đo độ này. Sau khi đo đạc xong thì quý vị tính toán, quý vị đối chiếu xem nhà mình ở đoạn độ số nào. Rồi quý vị có thể xem lại, chép lại, một lần ghi chép lại hay là chúng ta chụp lại màn hình. Để gì? Để chọn cho mình một cái thời điểm phù hợp nhất để chúng ta tiến hành công việc động thổ xây nhà cho được thuận lợi may mắn. Đó, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.